Vâng, bên kia tương đối đẹp ở trong trận thi đấu thứ hai, xe đấu thứ ba. Chúng ta cùng xem quân. Bên kia một xe của game thủ Quýt. Hoàng Anh Nhi là người cầm VIA, Tí là người cầm Summer. Và cuối cùng một cho Son đến từ game thủ Phan Lớp. Còn ở phía bên này, đây là Babylon của Hồng Anh. Tôm là người cầm AC. Tiểu Bạch Long là người cầm Phô. Vâng, được ông AC, ông Phô đẩy hết từ phía ngoài. Gunny là người cầm Pan. Tốt rồi, chém ra dành cho cái thủ Tôm lui đánh cùng trận này thôi. Và cuối cùng Hồng Anh là người cầm Baby, cố gắng dâng lờ ra cho cái thủ Tiểu Bạch Long đánh cùng là tốt. Nếu Tiểu Bạch Long có bài cung đẹp, vâng, một bài rừng đẹp. Có lẽ trận này chúng ta theo dõi màn hình máy của Gunny. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với màn hình máy của cái thủ Gunny ở trong trận thi đấu thứ hai, thi đấu thứ ba thôi. Không ai dò quá rộng ở map này, cũng không ai chết dần, đều tầm tắp. Ta cùng chờ xem, đây là VL và đây là M. Rồi, một trận hy vọng vẫn trong chín dành cái thủ Gunny. Như vậy chớm 10. Tách 4 ông dân ra ăn vàng thôi. Rồi, một vãi vàng sẽ rất đẹp dành cho cái thủ Gunny.
Rồi, Mạc Bình ở đấy. Dồn ông dân một chút thì phải đóng một chiếc e thôi, nhưng như vậy là cũng cũng ổn. Đang trận thi đấu thứ hai. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thứ hai. Tamidan của cái thủ Gunny đang rất khỏe, bây giờ để chơi vào nhà cái thủ mùa 7 của tí. Vài Summer hơi khoai, ban đến sớm nhưng gặp đúng nhà Summer. Lạc đà bắt đầu hành quân thôi, vài Summer có hốc. Vẫn 2L vắt cực kỳ đều dành cho Gunny. Mùa 7 bắt đầu có giò, và con giò này có lẽ sẽ chết luôn thôi. Xeng ở phía trong, như vậy dường như là xeng xấu. Rồi một khoanh ruộng ấm dành cho đối thủ Gunny. Hai con lạc đà. Giữ lạc đà đi, giữ lạc đà đi, tân mới sắp lên lên rồi. Rồi tốt rồi, Gunny đang có một vài chém bàn rất hiệu quả. Rồi, chấp nhận. Hồng Anh đã báo về IA phía trong, dường như đã chết với Hồng Anh rồi. Đây là màn hình máy của đối thủ Hồng Anh. Rồi, như vậy là IA khả năng chết luôn. Rất nhiều nông dân của IA ở phía trong. Chết luôn con phủ. Quang. Rồi, tốt rồi. IA chưa, vâng, IA chưa có bánh xe. Với một vài đánh cực kỳ linh hoạt, các bạn có thể theo dõi trên màn hình là cực kỳ linh hoạt đến từ cái thủ Hồng Anh. Lạc đà cắm luôn đi và đánh rất linh hoạt đến từ cái thủ Hồng Anh. Yamato của game thủ Hoàng Mai Nhi có lẽ cũng phải giật mình với chiến thuật của Hồng Anh trong trận này. Như vậy đã xong Yamato, thế còn nhiệm vụ còn lại của cái thủ Tiểu Bạch Long. Như vậy Tiểu Bạch Long cũng bị chém, dâng ra và bị chém rất rát bởi cái thủ 18 cầm cho son. Ôi không, hơi thế thảm trong pha này. Thủ xuống còn 18 dành cho cái thủ Gunny. Lúc này tôi nghĩ rằng phải là 28, 18 là hơi căng. Tôm vui thôi. Vâng, bây giờ thì là 43/88 dành cho Tôm. Một trận cầm AC tốt đến từ Tôm tính đến thời điểm này. Xúc được không? Tôi đứng đây mà bắn thôi, đứng bắn thôi. Tương đối căng. Bây giờ để tiếp tục đến với màn hình máy của thủ Hồng Anh. Đã có bánh xe. Bây giờ lạc đà tích được khá đông rồi. Màu năm đã bị giải quyết xong. Còn bây giờ thì còn ai nữa? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn Hồng Anh cũng bị chơi. Tương đối đau sau pha mất dân vừa rồi. Hoàng Mai Nhi đang có một vài đánh chém cho son rất khỏe. Hoàng Mai Nhi bắt đầu mất bãi vàng, cho son bắt đầu mất bãi vàng. Nhưng ở phía trong có phù thủ hay không? À không, đây là van lớp. Vâng, tôi nhập vất van lớp với Hoàng Mai Nhi từ đấy đến giờ. Gunny 20. Lạc đà tích được là khá khá rồi. Chạy qua nhà màu 6 và bây giờ để tiếp tục tạt vào xong đến nhà màu 8 thì phải. Dường như đây là màu 8. Khá đông. Hồng Anh cũng đang có mặt ở phía bên nhà màu 8. Chúng ta xem màn hình máy của thủ Hồng Anh. 24/36. Dũng con 31. Và bây giờ thì Tôm thôi. Trận này Tôm phải yêu cầu phải đánh tầm giờ tầm này trở đi ít nhất phải đúng phong độ.
6 kìa. 6 đi quân hơi lỗi lầm trong tuần này. Điều quân một chút. Vâng, 7 đang bị truy sát. Vậy nghe. Vẫn thoát được khá nhiều nông dân trong pha này dành cho cái thủ 47. Xúc. Tí giáp đi, tôm cho tí giáp bên kia đồng chém lắm. Bây giờ thì lại đến lượt tôm bị chơi. Giật quần hết lại phía sau. Cố gắng điều rờ khéo để đỡ nhà tên này. Hồng Anh vừa có một tên lọt nhà màu 6 thì phải. Về e đi tôm. Không kịp về e trong pha vừa rồi. 6 đẩy quân dồn lên. Tôm lại lui về. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì có lạc đà của Gunny hỗ trợ phía sau. Chim bò ở phía sau và chim lợn khá chuẩn. Giờ chúng ta cũng tiếp tục đến với ông Anh. Màu 6 bị cái thủ ông Anh lọt vào một tên rất đau. Tiếp tục quay trở lại với tôm để xem tôm và cái thủ Gunny kết hợp bắt quân của cái thủ màu 6 tên này. Vâng, sát trong góc 9 giờ còn rừng không? Ăn hẳn ở phía trong rừng trong góc 9 giờ cũng được. 6 đã mất tay và bắt đầu phải kéo quân về thủ. Bây giờ tôm đẩy ngược luôn. Khoảng hơn một kích cung R của AC. Rồi, được một mớ dân ăn hoang ở cái thủ màu 7 nữa. Xúc. Rồi. Bảy đã bé, vốn là bé tiếp sau tên vừa rồi. Và bây giờ thì Gunny lạc đà ban là bao nhiêu? 21. Ăn hoang được bái quả nữa, game thủ Gunny sẽ là khỏe hơn rất nhiều. Vung quanh ruộng rồi. Tiểu Bạch Long tham lai 38. Và Hồng Anh 16. Tiếp tục đến với Tom Rui người cầm AC. Hai kích thì tên này Tom Rui chơi tốt. Như vậy sát trong góc 9 giờ có một cánh rừng thông rất đẹp và bây giờ Tom bắt đầu khai thác. Đừng nghĩ rằng Tom cũng phải bắt đầu ăn thêm rừng nữa ở phía ngoài và tăng thêm BA và AC đến phút thứ 27. Tầm này là như vậy là vẫn hơi bé. Vẫn biết đây là một tay chém chủ lực. À vâng, một tay chém chứ không phải một tay cung chủ lực. Nhưng Tom Rui cần phải nở to và nhanh hơn nữa. Chuẩn bị đến nhà màu 6 rồi. Tôm chuẩn bị đến nhà màu 6 rồi. Đây là Gunny. Rồi, hai người kết hợp trong tuần này kiểu gì đến thủ màu 6 cũng mất nhà. Đây là cung R của AC. Rồi, đã đến BA của màu 6. Tôm để đây cho. Đúng rồi. Hai kích tuần này vẫn chơi được. Đúng rồi, Gunny không vào. 6 đã bắt đầu chuyển A. Nhà của 6 quá xấu, 6 bắt đầu chuyển A nhưng tên này. Gunny để ý lạc đà tơ trên, ở phía trên, đúng rồi, đây rồi. Cả Hồng Anh nữa, thế là Gunny chủ động đảo phía dưới thôi, Hồng Anh ở phía trên. Vâng, như vậy là cái thủ Hoàng Mai Nhi cũng đã phải resize rồi. Một turn off rất tốt đến từ các cái thủ liên quân trong trận này. Em muốn chơi thằng 5 feet đã 1.8 rồi.